Rồi Tâm mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lời Nói Đầu Tiên. Cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay mình và chị Thiện bên kia kìa. Giơ tay bạn kìa. Với bên kia Nẵng. Hai cha con mình với Nẵng đi đánh lỗ nha các bạn. Ra sớm. Giờ mới có 5 giờ mấy là mình tới chỗ rồi đó. Rồi mình đánh cái con nhảy hai kìa, cặp cặp mấy cái ruộng ngập sáp bờ kinh này ha. Này bữa nay mình đi cũng này qua cánh tay luôn nha các bạn, mà đi cánh bên này khác cánh, nên nói chung ra đây nhiều chỗ đánh lắm, ra đây là tha hồ đánh, chỗ nào cũng ngập nước hết rồi. Thì hiện đánh bên kia, mình đánh bên này ha, còn Nẵng này đầu bên kia chia ra tha hồ quá ra chỗ luôn. Ở đây cặp ông súng quá trời luôn nè. Ông súng súng chỉ đã hơn. Này xong súng nhỏ con súng chỉ về ăn luôn. Này kiếm cá lang này nha các bạn. Này cá lang ra cặp cặp đây nè. Cặp thêm mấy cực kinh cá nước dần cái da vô đây đẻ trong này nè. Kiếm hy vọng có cá các bạn xem. Thì sáng sớm hai cho con quýnh nhảy hay hết rồi. Thì con quýnh con nhảy hay luôn. Này ít cá ổ à, này quýnh cá lang cá bạ ngoài. Mấy cá vô đẻ hết rồi. Hết mùa đẻ rồi. Giờ tới cái mùa cá cò. Cá nhỏ quá ăn không nổi. Lên hàng các bạn ơi. Lên hàng. Cũng được. Lên hàng nha các bạn. Lên hàng nha. Cá này mập nha các bạn. Mập. Rồi để vỏ 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 nha các bạn. Thấy mồi giả trên là hỏi cá gì biết rồi. Thấy con giả treo trên đầu á. Thấy mồi giả treo đầu là hỏi cá gì nữa. Nào nào. Nó dài 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 vô. Dài dài mấy đám cỏ nè. Cá cắn các bạn. Cá cắn. Ở nhà rồi. Ồ, gịch xuống luôn chứ.
con này gạch mạnh hơn. Vô bóng mát này mà. Vô bóng mát này mà. A few moments later. Cá nha các bạn. Trời ơi. Không luôn. Ở ngoài vô cỏ nè. Hello. Hừ. Nhái tí nị luôn. Để cá nhỏ hơn nhái. Chết thiệt chứ thiệt. Ô bãi này hỏng thôi, cá khỏi nói luôn. Bữa táp con cũng có cá trọng á, mà giật sao dính rạ không. Ê đó, lụm rồi đó, lụm rồi đó. Lên hàng không, lên hàng. Đồ cũng được, cỡ này là bự nhất ở đây rồi. Lên hàng nha các bạn. Đây. Lớn hàng, lớn hàng. Google. Đây là bự nhất ở đây rồi đó. Google này các bạn. Đây. Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Tông Râu Vlog nha. Hôm nay mình đi chiến cróc trà cú nha các bạn. Giờ còn sáng luôn, sáng sớm luôn. Chạy xuống đây đánh kiếm nhớt nè. Nhìn như nhỏ mini cũng được. Giờ ra một chuyến sớm nha các bạn. Nay ba mình đi làm nha. Nay mình đi mình nè. Nay mình đi mình nữa. Sáng sớm mà thấy gió quá gió. Biết bữa nay trời đèn đẹp không. Bây giờ thấy gió rồi. Rồi mời các bạn đón xem video nha. Cá cắn nha các bạn.
từng cái nha các bạn. Cái nhà xíu. Đây, lên hàng. Cái nhà xíu rồi, bắt đầu luôn. Rồi cho vô vỏ nha các bạn. Đi đỡ ghen nè. Cá cắn các bạn ơi, cá cắn rồi. Lên hang. Còn cá không? Ở gỡ sảy rồi. Ôi ơi, xảy rồi các bạn ơi. Ôi, cá ăn khôn. Ăn quẩn, quẩn, quẩn dưới. Ôi đó cô. Cá cũng trọng. Nó vô ba cái rễ dưới đây nè. Mài đường riết ra. Ôi, ổn. Cá trọng ghê luôn. Ốc xuống cá, gậy tha 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 tha. Điện quẩn, quẩn dưới. Thôi để móc nhá, khác chuyển tiếp nha các bạn. Lên hàng. Lên hàng các bạn ơi. Cái này siêu. Dính đủ giận, giận nó hoài à. Táp hụt cái ngay hồi ăn lại lên hàng tiếp. Cá này bự hơn hàng kia đó, lên hàng nữa nha các bạn. À, cá này nhỏ mà táp hổn lắm, nằm táp hai lần luôn. Rồi để bỏ giọt. Lên hàng các bạn ơi. Ủa lượng này có hàng dữ. Lên hàng các bạn. Đây. Mini. Mini các bạn ơi. Đu lượng này có hàng dữ thiệt. Đây. Lên thêm em nữa nha các bạn. Nhái nha. Hàng vòi nhỏ.
lên hàng các bạn ơi, lên hàng, ừ, lên hàng trời ơi. Cá đồng đồ cá đồng nha các bạn. Ui, từ sáng giờ có một con này đồng đi trả dưới nữa đây. Đây. Ừ. Ừ. Phê. Từ nãy giờ mới, từ sáng giờ mới có một con này trọng trọng này. Thôi để bỏ vỏ nha các bạn. Thôi mình xin kết thúc video nha các bạn. Câu từ sáng giờ giờ về mệt quá. Giờ cũng trưa rồi. Nắng quá. Để mình để cái câu cái mình xô cá cho các bạn xem. Giờ có căng thế này xô cá. Được 5 em nha các bạn, có một con trọng trọng rồi. Dừa dừa. Đây. Đó. 1, 2, 3, 4. Có một con chết. Có một con chết nha các bạn. Lứa 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 lứa. Có một con này trọng nè. Này có con này trọng. Rồi các bạn xem video cho mình xin một like, một đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi ra clip mới nha các bạn.